Ôi, Tổng thống Nga, xin chào ngài Vladimir Putin. Ngài đang hỏi là đang dùng Pentium để cao 3090 có ổn không? Ổn, ổn. Không, 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 không. Chơi game 8K chắc là chơi được, tại vì lúc đấy CPU không hoạt động. Xin chào anh em đã quay trở lại với Hacom. Và đúng như thế lịch trên live stream ngày hôm nay thì chúng mình đã hẹn các bạn từ tuần trước. Chúng mình sẽ lắp một bộ máy. Ôi ôi. Oh shit. Here we go again. Đấy, chúng mình đã quay trở lại và chúng mình với bộ máy AMD trị giá khoảng tầm 75 triệu đồng. Và hôm nay chúng mình sẽ cài thử Win11 trên bộ này luôn. Đúng rồi. Để thử xem nó chơi game như thế nào. Vâng. Và cái bộ máy này thì của chúng ta ở đây là được tài trợ bởi Asus và AMD. Đó. Đấy. Đúng như anh Đạt đã nói thì chúng ta sẽ cài Win11 và sắp tới tuần tới đây thì chúng mình sẽ làm một video để so sánh hiệu năng chơi game giữa Windows 11 và Windows 10. Nhưng mà do là cái thời gian không có nhiều anh ơi, có mỗi 2 tiếng mà thôi. Nên chúng ta lắp chơi đã. Lắp chơi. Lắp trước, lắp xem gió anh em với buổi tối cuối tuần đang trời đang mưa này. Anh em nào đang không xem TI thì đang ngồi xem cái này. Hiện tại nhá, chúng mình đang có ở đây một cấu hình của AMD và các bạn thấy Asus. Đấy. Và CPU chúng mình có ở đây là chính chip AMD Ryzen 5 5600X. Đây là CPU 6x12 luôn. Hiện tại là một trong những CPU 6x12 lần duy nhất của AMD ở cái đời 5000. Đấy. Rồi và con này thì chúng mình sẽ cùng với cái main. Đó chính là main. Tuần trước cho mình mở nha. Đây là Asus ProArt B550 Creator. Creator luôn đấy. Nhưng mà tí nữa nhá, tại sao nó là Creator, tại sao nó là ProArt thì tí nữa mình sẽ giải thích cho anh em nhá. Con main này thì có giá thị trường bây giờ rơi vào khoảng tầm 6 triệu à, tầm 6 triệu rưỡi đấy. Rồi. Đây. Rồi đấy, các bạn nhìn qua đây chúng ta sẽ có một cái dàn tản nhiệt cho VRM nhìn rất là... Nhìn trông to anh nhỉ, nhìn trông dày cao ấy. Dày nhìn... Như mấy con X570 ấy. Asus ROG Strix LC2-360. Đây. Vâng, đây là 3 fan. Đây, đây là một con tản chỉ là 6 triệu rưỡi và con này thì nó là phiên bản đời thứ 2 của con LC. Và LC có nghĩa là anh em sẽ không có cái màn hình LCD, đúng không nhỉ? Đúng không, nó có màn hình không? Nó không chỉ có LCD. Đèn red RGB rất là đẹp ở đây thôi. Ryuzin thì như có RGB, có màn hình LCD. Số mình của đây là kit RAM VColor, thương hiệu nào anh em nào biết thì cho mình biết trong phần comment nhé. 32GB, trong đó là 2 thanh 16GB. Bớt là 4133, một cái bớt rất là cao của RAM DDR3, DDR4. Và sắp tới sẽ bị phá vỡ bởi DDR5. DDR5 đúng rồi. Rồi, đấy, okay. 4 thanh. Anh em có 2 thanh thật ở đây và 2 thanh giả ở đây nhá. RAM fake có LED không à? Mình không biết, thì cắm lên thì biết. Ui, RAM này LED cũng sắc màu đấy anh ạ. Bạn muốn cho anh bạn hỏi này. Con nguồn này đẹp thế mà bị che mất. Ừ thì thôi, con này thực ra không, nó cũng là dòng chưa phải dòng với LCD. Đúng rồi, con này mới chỉ là bình thường thôi. Con này mới đây, chính là con này. Con này chưa có màn hình anh em ạ, hơi tiếc. Đây nguồn. Rồi, ở đằng trong này là con nguồn này thì đây là cái phiên bản ROG Strix chứ không phải ROG thỏ. Strix chứ không phải thỏ. Strix thì anh em sẽ không có LCD ở bên cạnh. Em chỉ có một cái lớp kính nhìn nó hơi mờ ảo một tí thôi. Bạn Tuấn X bạn hỏi là con cạc onboard trên 3400G mạnh hơn trên 3200G bao nhiêu phần trăm à? Bao nhiêu phần trăm thì mình không biết nào. Nó khoảng tầm 5 rồi ạ, tầm 5% rồi. Cái sự chênh lệch nó không quá là cao. Ừ, nói chung là có chênh lệch nhưng nó rất là ít. Bạn Thần Thanh Phúc bạn hỏi là 6600XT hiệu năng ray tracing có ổn không à? Nó dùng được thì ok, dùng được. Tất nhiên nó sẽ không bằng những con NVIDIA rồi. Tại vì ray tracing là của NVIDIA. Bạn Hải Hoàng gọi là 6900XT mạnh hơn 3080 chơi game 4K thì đúng, nó mạnh hơn tí. Mạnh hơn tí thôi, không nhiều đâu. Nói chung là những cái tầm đấy là nó chỉ chênh lệch một vài phần trăm thôi. Bạn Đức Đoàn Việt bạn hỏi là 3080 đi với cả SF750 có bị thọt không? Đừng, 3080 vui lòng chạy cho mình nguồn 850W đổ lên. Nó vừa đúng luôn, vừa đúng với những cái gì mà NVIDIA bảo. 3080 thì vui lòng chạy cho mình 850 đổ lên nhá, là an toàn nhất. Xin tên cây ở đây là con cây Asus TUF Gaming GT501. GT501, màu trắng, đấy, phiên bản white. Bạn tập chơi game, bạn hỏi là chơi full game trên màn 2K xài cạc như nào, chơi 30 mà thải không? 3060 trở đi. Thấy hoặc là con những con như, này, như 6800XT, 6700XT được. 6700 là ok rồi. 6700 được. 6700 thì trở lên là ok rồi. Bạn Anh Phú Hoàng mà hỏi hay phết này. Hai cổng Thunderbolt 4 trên con main này dùng chung một đường PCIe X4 riêng biệt hay là tự dùng chung hay là dùng riêng, hay là riêng biệt? Theo sách của Asus nhá thì hai cổng này hình như các bạn không dùng chung được. Không biết dùng chung được không, mình sẽ phải xem lại. Nhưng mà nó sẽ hai cổng Thunderbolt đây nhá sẽ chia băng thông với cổng ở dưới này. Tức là các bạn sẽ không thể dùng được cổng dưới cùng nếu mà các bạn dùng hai cổng trên này. Thanh mà hỏi là vệ sinh laptop hết bao nhiêu thì mình miễn phí. Các bạn chỉ cần mua kem tản nhiệt thì các bạn thay kem thôi. Còn lại cho mình vệ sinh miễn phí. Bạn Thảo cũng hỏi là màn hình là 5 triệu ngon nhất cho coder à? Nhưng mà mình còn đeo U là Asus ProArt. ProArt 5 triệu. 5 triệu đã có ProArt rồi à? Có chứ. Em không nhớ lắm. 5 triệu 2 là có Asus ProArt đấy. À thế à, thế thì tí nữa chúng mình có màn ProArt mang ra ngoài này cho các bạn. Đúng rồi. Xin chào ngài Vladimir Putin.
Ngài đang hỏi là đang dùng Pentium để kéo 3090 có ổn không? Ổn đấy, ổn. Không, 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 không. Chơi game 8K chắc là chơi được, tại vì lúc đấy CPU không hoạt động. Bạn Trung Nguyễn mà hỏi là mua hàng cách một năm trước mà mất phiếu bảo hành thì có sao không? Thoải mái các bạn ơi, chúng mình bảo hành theo serial sản phẩm. Tức là chúng mình bảo hành theo cái này này. Có tem là quá ổn. Không cần tem, chúng mình gọi là chỉ cần serial sản phẩm có còn nguyên vẹn là chúng mình tra được. Mà hoặc là các bạn là mua hàng, các bạn gõ serial sản phẩm vào cái ô tra cứu bảo hành của chúng mình ấy, thì chúng mình cũng sẽ hiện lên đầy đủ cho các bạn, đó chính là thời gian mua con này là ngày bao nhiêu và tình trạng bảo hành nó ra sao. Bạn Phan Minh Quân hỏi càng onboard của AMD có gắn có đỡ được cái màn 2K 144Hz không, thì đỡ được các bạn đấy, các bạn chơi desktop. Cắt vào desktop các bạn nhìn đấy. Còn càng onboard thì nó chỉ chơi được mà Full HD cũng lắm rồi. Full HD thôi. Không, không. Bạn AV Player Xe bảo là build PC 10 củ không cạc à? Chạy giống AMD rồi, tôi lại AMD số 1 rồi. Đúng rồi. Các con AMD khỏe lắm. Rồi, anh ơi, em bật lên rồi đấy. Lên nhá. Lên rồi nào. Ui cha cha. Lên rồi. Lên ngay và lên quạt luôn. Quạt chưa quay. Quạt, cái quạt này thì là đang bị thiếu chỗ cắm anh ạ. Nên là thôi mình tạm hy sinh ở đấy vậy. Thôi kệ nó đi nhá. Nhưng mà cái này nó cũng không lét mà nên là thôi. Đóng hôm sau đi em. À đây, em đóng hôm sau cho. Em đang nhớ đâu nó bị. Em bôi kem thôi đấy. Đấy, quạt kêu ù đấy các bạn ạ. Chưa bôi kem. Ở đây em có keo tản nhiệt. Có, anh có. Đây. À đây, keo IK, ok. Vì cái nghe này nóng là biết ngay, có vấn đề rồi. Anh ơi, tớ non em. Ui da, lại đẹp như thường. Thôi kệ con quạt này nhé, con quạt này chẳng có tác dụng lắm đâu. Con quạt này lên không? Đang thiếu mất dây fan, tại vì có nhiều fan quá, tổng cộng là 6 fan như này rồi. Mà cái dây của cái quạt này nó hơi ngắn, nó không với được từ xứ này, nên mình để tạm. Đây nhá, chúng ta sẽ có ở đây là CPU của 5600X này. Main là Asus ProArt B550 Creator. Tốc độ CPU là 3700MHz, RAM là 32GB. À, 4 thanh RAM nhưng mà nhận 2 thanh. Lại là 2 thanh. 2 thanh fake. 2 thanh fake. 2 thanh imposter đấy. Imposter đấy. Thế là sao? Rồi, hiện tại đây là giao diện của Windows 11. Nếu anh em nào chưa, Hoàng ơi có thể giới thiệu lại Windows 11 cho các bạn đi. Rồi, dạ vâng, Windows 11 của chúng ta ở đây. Hiện tại thì nó vẫn đang chỉ là một cái sự gọi là nâng cấp chưa quá là nhiều so với cả Windows 10, nhưng mà sẽ có vẫn có những thứ rất là mới. Đây có thể thấy đây là đấy, cái taskbar này nó nằm ở giữa rồi và sẽ có những cái menu mới. Đó, và anh em có thể vào setting. Cái setting ấy, khi mà mình ở bản beta ấy, thì nó khác hoàn toàn so với thế này luôn. Và bây giờ nó đã thay đổi một cách gọi là cực kỳ đẹp rồi. Đây nhá, đây trong này là anh em sẽ được chọn tất cả các loại này. Mình bật thử turbo nhá. Đây, cho cái mic, cho cái này trên này, anh xe dí đây này. Đó, đấy. Đây là được turbo này. Cái này là rất là hay. Thực sự em, khi mà em, một lý do sao em dùng main của Asus ấy, tại vì nó có cái này này. Đấy, em có thể chỉnh thoải mái luôn. Lúc nào mà em cần im là em im, lúc nào em cần nhanh là em chọn nhanh. Đó. Đây này, trong này sẽ quản lý tất cả mọi thứ này. Xem là CPU voltage này. Ui, anh ơi. 28 độ C của CPU. CPU 28 độ C. Dạ vâng. Hơi mát quá. Hơi bị mát quá rồi. Rồi, bây giờ nhá. Chúng ta thử một vài game đi. Rồi. Các bạn biết là thử cái chạy cắt frame đi cho nó máu đã nhỉ. Đấy, rồi. Ukraine, okay. Sao, rồi. Chạy thử đầu tiên là Assassin's Creed Odyssey nhá. Chạy Assassin's Creed trước. Cái Assassin's Creed này là một trong những tựa game mà test phần cứng tương đối là tốt, tại vì là đây là một trong những tựa game nó nhiều lỗi kinh khủng khiếp luôn, và nó rất là đánh nặng vào phần cứng, cả CPU lẫn cả camera hình. Đó, thế nên là nó một trong những tựa game test ok nhất. Đấy, anh em thấy là RAM chúng ta đã lên được là 4133. Nếu mà nhiều anh em bảo là gì nhỉ? RAM này AMD thì nó hay lỗi nhiều lắm, nhưng mà không sao. Anh em mình đã lắp xong và bật lên một cách nhanh chóng và dễ dàng. Đây rồi. Đấy, apply 2K. Rồi. Net rồi. Benchmark. Sau okay. Sẽ chơi thử Battlefield 5 một tí. Chơi thử một tí mấy màn. Rồi chúng mình lắp, hôm nay chúng mình chủ yếu là lắp bộ máy này rồi chém gió với các bạn tối thứ bảy thôi. Còn để ngâm sâu bộ máy này chắc là phải một tuần nữa. Vâng. Mình mới ngâm sâu, ngâm phải ngâm có sau. Một cái sự gọi là nghiên cứu kỹ càng và rõ ràng. Xem nào. Crash luôn. Từ từ để check lại xem nào. Chắc là Win 1 à. Thôi, thử game khác đi. Vâng, thử game khác nha. Ra sang Borderlands nhá. Borderlands là một tựa game khá là hay. Ồ, dạ vâng. 2K, 2 cao nhất.
120. Đấy, 100 đang di chuyển ở trong mức 100. Hiện tại nhá là cạc nó là 100% này. Rồi. 62 độ C mà rất là mát, tức là quạt quay một ít. Quạt đúng rồi, quạt quay một chút, quạt nó không gì đâu. Ui, quạt chả ra tiền. CPU 56 độ 23. 56 độ. Đây là gần như quạt đang gần như không quay. Rồi, quạt đang ở mức silent của Asus đây. Cứ mỗi màu hơi lệch lệch một chút. Thôi mình lau màn hình đi. Cái khăn màu vàng ấy. Dạ vâng, đến đến lúc bắn nhau thì không được. Sao nó cái game cũng bị crash nhỉ? Sao mà crash anh ạ, chẳng sao lại crash à? Vâng, như vậy là chúng ta đã khá là toi với cả cái hơi buồn nhỉ. Thôi trước mắt thì nó bị crash một vài game với cái này, thì có lẽ chúng mình sẽ để lại ở đây và chúng mình sẽ kiểm nghiệm lại xem là vấn đề do RAM bớt cao quá hoặc là hay là do Windows 11 đó. Và những cái kết quả này sẽ được xuất hiện ở trong cái video của tuần tiếp theo của chúng ta. Còn chúng mình đấy, hôm nay đã lắp xong cái bộ máy Asus trị giá là 75 triệu, trị giá hai lần chị cả bị phạt. Đúng rồi, hai lần chị cả đấy. Hẹn gặp lại trong tuần sau khi mà chúng mình có một cái video rõ ràng hơn xem là hôm nay chúng mình crash là do RAM bớt quá cao, không chạy được, hay là do vấn đề ở Windows 11. Và vấn đề Windows 11 thì nó sẽ ảnh hưởng thế nào đến hiệu năng của cái dàn máy AMD này. Thì xin chào hẹn gặp lại các bạn và chúc các bạn có buổi tối thứ bảy rất là vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở các buổi livestream vào thứ bảy tuần sau nhé.